Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, thường thì trong xã hội, hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng sự suy nghĩ của con người là gia đình và học vấn. Ở miền Nam Việt Nam, khác với thời phong kiến lúc trước, khi mọi học sinh đều phải học sách Khổng Tử, Mạnh Tử một cách từ trường, mà cũng khác với những thập niên năm 1970-80 dưới thời Cộng sản, toàn quốc chỉ có cùng một chương trình cho mọi trường học ở miền Nam. Trong cả thời đệ nhất cũng như đệ nhị Cộng hòa, các bậc phụ huynh có thể chọn lựa trường học riêng cho con cái. Thân phụ của Vũ Thanh Thủy đã gửi bà vào trường Tây. Chẳng những thế, ngược hẳn với tinh thần trọng nam khinh nữ của Khổng Tử, ông còn khuyến khích con gái nên phát biểu ý kiến cá nhân và nhận thức để có những suy nghĩ độc lập. Cách hướng dẫn đặc biệt của thân phụ đã khiến cho cuộc đời Vũ Thanh Thủy đi vào một hướng tương đối khác với những người bạn trong trường Việt. Vũ Thanh Thủy đã sinh hoạt thế nào khi học ở trường Pháp? Những khích lệ về tinh thần dân chủ của phụ thân bà đã ảnh hưởng bà thế nào trong những năm tháng trưởng thành? Mời quý vị theo dõi phần 2 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy về cuộc đời học sinh của bà để hiểu rõ phần nào những sinh hoạt của các học sinh trường Pháp, cách những học sinh đó dung hòa, những gì được dạy ở trường với những thực tế cuộc đời ở bên ngoài, để có thể cùng một lúc hòa nhập cả hai thế giới Đông Tây gần như tương phản. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Còn giữa các bạn gái với nhau nói chuyện thì sao? Bạn gái nói chuyện với nhau thì đa số thì các bạn tôi cũng toàn là người Việt Nam cả. Vâng. Mà cũng cùng toàn một cái lứa tuổi hết. Vâng. Nhưng mà phải nhận rằng học sinh trường Pháp thì có được cái sự tự tin hơn và thẳng thắn mạnh mẽ hơn con gái đó, hơn là ở các trường trường Việt ngữ. Tôi chỉ nhìn qua hai bà chị, một chị học Trương Vương, một chị học Gia Long. Hai chị đều học Trung Vương, nhưng mà đến năm đệ nhất thì có chị học Ban C thì phải qua Gia Long. Tại trường Trung Vương hồi đó không có Ban C. Thì là thấy các chị rất là cũng được giáo dục cùng một cha mẹ, thành ra cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng mà cũng vẫn ở nhà hay cãi lý với nhau. Thì thường thường là ba tôi luôn luôn khuyến khích con cái cãi lý, phải hiểu tại sao mày nói có, tại sao mày nói không. Ví dụ như ông cụ đọc sách, ông cụ hay kể những cuốn sách ông cụ đọc, rồi ông cụ hỏi là con có đồng ý điều đó không, nói có. Nói tại sao đồng ý, tại ba đồng ý không, không được như vậy. Con phải biết tại sao con đồng ý, đại khái như vậy. Thành ra tụi tôi cũng được một cái giáo dục đặc biệt, mà sau này tôi thấy có lẽ nhờ cái ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương. Chứ ít thấy các những gia đình khác có những cái... cứ khuyến khích con cái, những người lạ mà không hiểu đến nhà ăn một bữa cơm với gia đình thấy ủa sao cha con mà cứ cãi nhau ầm tỏi, thật ra là một cái sự tranh luận với nhau. Vâng, mà ba tôi khi khuyến khích cái điều đó. Tức là ông cụ không trụ cho con cái có tiếng nói, cái điều đó rất khác với lại xã hội Việt Nam. Dạ, vâng. Xã hội Việt Nam mà nhất là xã hội không thì là bố mẹ. Còn không có tiếng nói là cái lỗi, nếu mà thấy một cái sự thật mà không nói lên là mình im lặng là đồng lõa. Ba tôi cứ nói từ nhỏ như vậy. Nhưng mà đồng thời ông cụ cũng dạy là nhưng mà phải khéo léo. Tại vì con sống trong cái xã hội Việt Nam, thành ra phải khéo léo. Tôi nghĩ cái điều đó giúp ích tôi rất là nhiều sau này khi làm truyền thông Việt ngữ. Khi mà hồi tôi làm tờ báo San Diego Union ở bên San Diego đó, làm với Mỹ thì không có một cái trở ngại, một cái khó khăn nào. Nhưng mà khi mà làm báo trong cái môi trường của truyền thông của Việt Nam đó, thì cũng phải khéo léo rất là nhiều để mà theo được với lại cái tập tục của người Việt Nam. Mà chị có bao giờ chị suy nghĩ là cái chị cảm thấy cái chuyện đó là cái gò bó hay là cái mình cảm thấy theo, chị có bao giờ chị có ý nghĩa phản kháng lại cái chuyện đó hay thay đổi cái chuyện đó là nó không nên như vậy, mình có bao giờ mình có cảm thấy là chị có chứ, cho như là có chứ anh gì? Có, hầu như thường xuyên thường ngày, nhưng mà mình cũng phải nhìn sự thật, mình cũng nhận ra được cái thực tế là phải như thế nào.
nhất là mình sống trong cái xã hội này, đồng thời là sau này mình khi làm phóng viên mình hiểu rõ hơn về người dân và mình thông cảm được hơn với cái hoàn cảnh của những người dân quê Việt Nam, thông cảm hơn hoàn cảnh của những người lính tráng rất là cực nhọc, chiến đấu vất vả mà rất là nghèo, gia đình rất là đói khổ. Thành ra tự nhiên mình khi mình có được cái sự thông cảm đó thì mình sẽ tìm cách nào đó để vẫn có thể thực hiện được những cái sự thay đổi mà mình ao ước, nhưng mà không có làm tổn thương họ. Đó. Bởi vì tôi vẫn nghĩ, cho nên tôi vẫn thấy truyền thông là cái cơ hội tốt nhất. Hồi mới sang đây có một thời gian tôi đi làm mà, tôi làm psychosocial counselor, tức là có tính cách xã hội nhiều. Nhưng mà sau này tôi nhận thấy rằng khi mình làm những cái công việc mà tính cách xã hội như vậy đó, mình phải giải quyết mọi vấn đề từ mà mình lại không có cái khả năng để giải quyết. Cho nên nhiều khi mình cảm thấy mình burnout, mình bất lực. Trong khi làm truyền thông đó, mình chỉ cần đi tìm vấn đề, đặt vấn đề đó ra, trình bày ra với mọi người và kêu gọi mọi người cùng tìm giải pháp. Thì cho nên là tôi quyết đi theo cái đường truyền thông. Qua Mỹ vài năm là tôi đã trở lại cái ngành truyền thông ngay. Và cái truyền thông Việt ngữ, tôi thấy truyền thông Việt ngữ có một cái quyền lực mà truyền thông dòng chính không có. Tại vì họ cho là họ quá chuyên nghiệp đi, quá professional. Đây là chị đang nói về bên Mỹ hay là bên Việt Nam? Ở bên Mỹ ạ, bên Mỹ. Vâng. Thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà chị mới bước vào nghề báo, thì xin cho biết là tại sao mà người phụ nữ Việt Nam ít khi mà nghĩ đến vấn đề báo chí hoặc là vấn đề chính trường hoặc là mà chị nói chung cái ngành báo chí Việt Nam, tại vì khi mà tôi lớn lên trong thập niên 60 đó, hồi đó chưa có bất cứ trường nào dạy về báo chí. Xong đến cuối thập niên 60 hình như trường Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Đà Lạt, và sau đó thì là Vạn Hạnh mới bắt đầu có cái chuyên khoa về báo chí, chứ trước đây là không có. Cho nên cái ngành báo chí bị coi thường, bị người dân mình coi thường, cứ gọi là nhà báo nói láo ăn tiền. Và khi ra làm việc tôi cũng nhận thấy cái điều đó nó cũng có chứ không phải không. Tại trong một cái xã hội Việt Nam dân trí cũng còn thấp, mà lại nhiều cái hỗn độn xáo trộn về chính trị, rất nhiều những cái nhũng lạm xảy ra. Và vì cái nghề báo chí cũng là một cái nghề nghèo, vì vậy cũng dễ bị những cái sự nhũng lạm đó nó ảnh hưởng. Người ta tụi cứ gọi đùa là viết báo theo đơn đọc đặt hàng đó. Những cái thế hệ đi trước đó, có những nhà báo rất là giỏi, rất là liêm chính, nhưng mà có những người thì cũng chọn con đường dễ dãi, coi như chỉ là một cái nghề sinh kế thôi. Mà cũng không biết về những luật lệ về báo chí hay là những cái luật lệ về truyền thông phải như thế nào, và cái tiêu chuẩn của truyền thông phải như thế nào. Tôi cũng không biết về những cái điều đó, nhưng mà có lẽ qua cái giáo dục trong gia đình đó, thành ra mình cũng ý thức được cái common sense, một cái nhận xét chung. Cái tiêu chuẩn mà chị nói về cái tiêu chuẩn báo chí đó, mà hồi nãy chị nói là có một số khán giả Việt Nam mình gọi là những người đáng trọng và một số khác vì hoàn cảnh vì nó khác nhau, thì chị có thể nói là một những trong những người đáng trọng mà có ấn tượng đối với chị. Thí dụ như thế này, nếu mà như là mình rất là dễ dàng, người làm báo Việt Nam nó rất là dễ dàng được các thương gia, được các chính trị gia họ liên lạc. Và họ nói rằng, ồ, viết cho họ cái bài này mà hình thức quảng cáo, mà dưới hình thức, đối với các thương gia thì là như vậy. Dưới hình thức giống như là mình tường trình. Còn đối với các chính trị gia đó, thì mình cũng phỏng vấn họ, hỏi những cái điều tốt, những cái câu hỏi mà nó có lợi cho họ. Và tránh đừng có hỏi những câu hỏi khó cho họ. Và những cái điều đó nó đều đi kèm với lại rất nhiều những cái bổng lộc. Nếu mà là các nhân viên chính quyền thì lại sẽ có những cái bổng lộc đặc biệt. Nếu là những người khác thì có nhiều cái về quà cáp. Hoặc là cần cái gì thì có thể, anh biết xã hội Việt Nam ngày xưa đó thì cái kiểu ta cứ gọi là con ông cháu cha đó. Thì cái networking, cái liên lạc ngoài xã hội rất là quan trọng. Cho nên đó là những cái bậc thang để cho những người làm báo đi lên. Nhưng mà theo cái chiều hướng tự bản năng, tôi không nghĩ người nào vào làm báo để mà với những cái mục đích đó, nhưng mà bị cái môi trường xung quanh nhũng lạm, cho nên gặp những cái điều đó. Tức là coi như là ít nhiều cái chuyện mà người phóng viên bước vào nghề báo là do thời cuộc xô đẩy, chứ không phải là do ý gì nói là không. Vâng, đa số là như vậy, hầu như không có mấy ai chọn. Hồi xưa tôi nghĩ không có mấy ai chọn nghề, trừ có những người thí dụ như viết, gọi là viết báo, nhưng mà thật ra họ là những cái nhà văn, họ say mê viết, cái nghiệp của họ là nghiệp viết,
Cho nên vì vậy họ mới bước vào cái nghề làm báo. Rồi trong lúc viết như vậy đó, thì là tòa soạn nào thì cũng cái đa số báo tư nhân thì đều do một ai đó tài trợ. Thường thường là do các chính trị gia hay các thương gia tài trợ. Thì ra không ít thì nhiều bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Thì hồi đó tôi làm cái đó thì tôi cũng chỉ tôi làm trong một thời gian rất là ngắn đối với báo chí Việt Nam. Nhưng mà sau đó tôi có dịp mà tiếp cận với lại báo chí ngoại quốc đó, thì tôi thích quá. Tôi thích cái cách, cái tư tưởng họ, cái cách làm việc của họ, cái sự thẳng thắn của họ và cái can đảm của họ. Tức là chị viết không chỉ cho báo Việt Nam mà viết cả cho báo ngoại quốc nữa, hay là phải dạ, chỉ lấy tin cho họ thôi? Dạ không, tôi khi mà tôi đi ra trở thành phóng viên như trường thì tôi đi chung, tôi rất thân với một cái chị bạn người Hy Lạp nhưng mà làm cho Pháp Tân Xã, thì là tôi đi kèm theo với chị luôn. Thì khi đó mình giống như một người học việc với chị. Chị thì hơn tôi tới 6-7 tuổi, nhưng mà chị cũng rất là quý mình. Cho nên là tôi cứ học theo cái cách của chị. Rồi đồng thời đó, cho tôi vẫn làm báo Việt Nam, tôi vẫn viết cho báo Việt Nam. Nhưng mà tôi sinh hoạt hàng ngày, thường xuyên là sinh hoạt với chị. Mỗi tối thứ ba thì tại nhà chị có một cái căn apartment ở trên lầu Thương Xá Tax á. Hồi đó mướn của ông dân biểu Ngô Công Đức. Thì cứ mỗi tối thứ ba là có họp mặt tất cả đám báo chí ngoại quốc mà cover chiến tranh Việt Nam đến tại cái nhà chị. Thành ra bao giờ tôi cũng có mặt ở đó. Thành ra nhờ vậy tôi cũng được học hỏi từ rất nhiều người. Rồi sau đó kết thân với nhiều người, đa số là người Pháp. François Nivolon là của báo Le Figaro. Rồi Jean-Claude Pomonti của báo Le Monde. Sau này tôi quen thân được với Henry Kem làm New York Times. Tại vì ông biết nói tiếng Pháp. Ở đó tôi chỉ biết nói tiếng Pháp, không biết nói tiếng Anh. Thành ra chỉ có tiếp cận được với những nhà báo nào nói tiếng Pháp. Nhưng mà hồi đó đa số những nhà báo, ngay cả người Mỹ và đến Việt Nam cũng là biết nói tiếng Pháp rất là nhiều. Đa số. Vâng, tại vì hồi đó thì Việt Nam mình thì vẫn thạo tiếng Pháp hơn là tiếng Anh. Dạ. Mời quý vị đón xem phần 3 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy, sẽ được phát hình vào tối thứ 6 ngày 1 tháng 11, 2024.